Từ nhá. Đấy, anh tắt cái voi chắc. Từ 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 hãy đánh từ từ. Từ từ nhá, từ từ hãy đánh nhá. Đấy. À, như vậy là chưa có câu trả lời, chúng ta tiếp tục trận đấu. Rồi, trận này chúng ta sẽ theo dõi màn hình của sát thủ xem tình hình thế nào. Sau trận đấu vừa rồi anh có lấy lại sự tự tin của mình hay không? Vâng, chỉnh lại cấu hình đi nào. Ồ, xin nữa thì quýt. Đấy rồi. Vâng, lúc này thấy bãi quả đầu rồi. Khá là xấu. Vâng, 6 cây và cũng xấu luôn. À, có thể hôm nay là một không phải là ngày đẹp trời đối với sát thủ về bài rồi. Hôm ai bảo hôm qua anh đẹp cho lắm vào, hôm nay anh bài xấu thế này. Vâng, nhưng bù lại thì nhà của sát thủ lúc này rất là bằng phẳng. Có thể anh nó đóng khoảng 100 cái ruộng vẫn được ở cái đất này. À, chưa thấy rừng đâu. Ô, anh vẩy giò rất là nhanh. Đây rồi hàng về, nhờ đã thấy bãi hiêu. À, ngoài không biết anh có lùa hay không, rất là xa. Vâng, vẫn quyết định lùa. Xa thì vẫn phải lùa. À, cánh rừng thứ hai ở đâu? Đây rồi, cánh rừng thứ hai đây. Vâng, phải nói xa như là vạn lý trường thành. Vâng, gặp ngay con sư tử. Dừng trận này của sát thủ rất là xa, không biết là anh sẽ phải đánh tính toán như thế nào trận đấu này đây. Trận này mà không giải quyết nhanh thì rất là khó. À, sắp đủ gỗ đóng S rồi. Cái S đầu tiên chắc chắn là rất là đẹp. À, tiếp tục xu hiêu. Vậy là anh đã cắt dân lên bãi cỏ phụ đầu đầu tiên của anh rồi. Tiếp tục xua hai con hươu còn lại về bãi gỗ. À, đồ ăn thế này vẫn đang còn thiếu. À, còn hươu rất lì.
vẫn chưa thấy đồ ăn gì thêm. Lúc này rừng của sát thủ rất là xa. Đấy rồi, anh chuẩn bị đặt vé thứ hai rồi. Chưa. Bé thứ hai anh đặt sâu vào trong, tí nữa thì đẹp hơn. Mà vẫn chưa thấy đồ ăn gì, kích đời rồi. Với đám đồ hiện tại thì có lẽ là không đủ. Đây rồi, thấy bãi hiều nữa rồi, lên ăn ngay cho nóng. Hôm nay bài của sát thủ cũng khá là xấu. Ăn chung. Sát thủ đặt S trước, rất nhanh tay. Trận này hai bên đi đánh lộ. Ăn chung rồi. Theo luật ăn chung trong hòa bình, không đập dân. Vâng, sắp lên xong hai rồi. Đây rồi, hàng về. Hồi nãy sát thủ đập lô, quả này hơi bị đỏ. Vâng, lên hai xong. Mới 500 gỗ thôi. Không biết anh đập BB chưa? Vâng, bây giờ mới đập BB. Có lẽ là một trận dâng A nữa của sát thủ. Chuẩn bài. Đây rồi, BM. Mặc dù trận này nhà khá là đói kéo nhưng mà anh vẫn ép đời cũng được. Cái trận gỗ luôn. Chúng ta chuyển máy xem màn hình của Lục Tiểu Nam thế nào. Đấy rồi, như vậy là Lục Tiểu Nam và và sát thủ để đóng A rất là gần nhau. Không biết là bên nào dễ thắng đây. Phải nói là hai bên tích cực ăn hoang trận này. Trận này phải xem ai nhanh tay hơn. Vâng, hai bên đang lò dò lẫn nhau. Khả năng là vâng, lên ba xong rồi. Vâng, đây rồi. Xem cái tên này ai sẽ giành chiến thắng. Vâng, hai bên đang đập e lẫn nhau. Rất là ảo. Vâng, đập dân rồi. Xúc thôi. Vâng, tấn công giờ của Lục Tiểu Nam ra trước. Và sát thủ cũng ra ngay một tấn công giờ phía sau. Vâng, trận này hai bên cái này không tốt. Lúc này Lục Tiểu Nam vẫn ra đập e. Ê rồi, chạy dần rồi. Đấy, sát thủ lúc này lại chiếm lợi thế rồi. Lúc này sát thủ đó dò thấy nhà của Lục Tiểu Nam.
Vâng, khả năng trận này lực sát thủ có thể gỡ lại hai đều hay không? Bây giờ lại thấy nhà chính của Lục Tiểu Nam rồi. À, Lục Tiểu Nam cũng đã thấy nhà chính của sát thủ. Vâng, hai bên đổi nhà thôi. Như vậy sát thủ đã giữ được nhà, rất tốt. À, như vậy sát thủ đã chết hai cung R ở chỗ này rồi. Nhà hai à, rất gần nhau. Lúc này đòn Ken E đã không còn hiệu quả nữa. Có ai sóc đều quân hay không thôi. À, lúc này Lục Tiểu Nam rất là đông cung R ở chỗ nhà A của sát thủ. Trong khi đó sát thủ thì đang chăn dân của Lục Tiểu Nam rất tích cực. Và lúc này sát thủ đang ở trên dốc. À, Lục Tiểu Nam nó phải lui quân rồi. Lúc này sát thủ đang phá những cái e của Lục Tiểu Nam. Ông bây giờ đến lượt sát thủ chiếm được A rồi. À, như vậy Lục Tiểu Nam chăn dân. Rất là dạt. À, sắp đổ cái A đầu tiên rồi. À, một bên thì chăn dân, một bên thì ốp A. Với là bên nào sẽ thắng đây? Một trận đấu khá là giằng co. Sắp nổ hết A của Lục Tiểu Nam rồi. Rồi, thang của sát thủ đang đè. Đấy rồi, sát thủ đã thấy đám dân tiền gỗ của Lục Tiểu Nam. Vâng, anh là lừa én con cung rồi đi dò, chuẩn bị đem cái cung giờ rất to lên để ốp. Đây rồi, rất khôn khéo. Bắt bắt. Vâng, rất là đáng tiếc. Đám dân này chết hết rồi. Một pha bắt dân rất thông minh của sát thủ. Đây rồi, lại thấy bãi quả ăn hoang nữa. Vâng, với e rất chuẩn. À, như vậy tỷ số là hai đều, rất trong vánh.
Để em tân lên thằng nam chơi thẳng nha, ông nào con sư tất cả đúng không? Vâng, các bạn đến với trận đấu giữa Lục Tiểu Nam và Sát Thủ. Hôm nay siêu gà có hơi bận nên thay vào đó Sprite sẽ bình luận. Và trận đấu bắt đầu. Các bạn đang xem máy của Sát Thủ. Vâng, anh đã thấy mở quả đầu cũng khá đẹp. Không biết pha lùi ngược dòng của Sát Thủ có thành công hay không khi mà Lục Tiểu Nam đã dẫn trước của Sát Thủ hay không, nhưng mà Sát Thủ đã bắt lại hai đều. Chúng ta xem trận chung kết rất là hay giữa Lục Tiểu Nam và Sát Thủ. Giờ Sát Thủ nằm trên một con dốc khá là tranh vanh, cho nên là nhà anh sẽ là khó để bo nhà rồi. Vâng, anh thấy màu vàng đầu tiên. Màu vàng thì đối với AC chả làm cái gì cả. Nhà anh khá xấu. Chưa thấy dừng. Vâng, đã thấy một mỏ hiêu đầu và một bãi dừng thông. Một bãi dừng thông khá đẹp, nằm sát với bãi quả đầu của Sát Thủ. Phong cách tay của Sát Thủ rất là nhanh, các bạn có thể nhìn thấy. Anh thấy ngay một con SH đổ xăng ngay để chạy. Chạy giò. Vâng, Sát Thủ đang chậm một dân. Nhìn vào màn hình của Lục Tiểu Nam thì các bạn có thể thấy được là Lục Tiểu Nam đã gần 14 dân rồi. Trong khi đó Sát Thủ mới 13 dân. Cắt ngay một con dân trong bài của quả ra đi dò. Anh đã thấy mỏ quả phụ. Bên cạnh Lục Tiểu Nam thì đang có huyền thoại mid cung R chúng ta. Anh đang làm cho Lục Tiểu Nam luống cuống không thể nào mà là anh được. Khi mà Lục Tiểu Nam đang chiếm lợi thế 2-0. Vâng, anh biết đang hô hào cáo chồn ở tại 7A khi mà không có đối thủ cho anh. Anh bảo đánh với Sát Thủ thì anh biết chắc thắng cho nên anh không đánh. Đối với anh biết thì chim sẻ cũng là tuổi tép. Không biết hiện tại giờ thì có ai pro cùng không? Anh biết đang hô hào vái cái trưởng ở 7A Thành Thái. Anh đang bảo là chả có đối thủ nào để anh đánh được cả. Chưa. Lấy gì mà kích? Ủa kích đời rồi à? Ủa vãi lồn đấy nhỉ. Địt mẹ lên đời rồi. Anh Sát Thủ đã thấy nha. Sát Thủ đấy nha. Anh Sát Thủ mày chém giò nha. Trận này thì lại tiếp tục là dưng rồi. Rất dị, các bạn có nhìn nhìn thấy là rất dị.
rất nhỏ, các bạn thấy khi mà dừng dân lên thì có sư tử ngay đớp ngay. Không biết là hô hào cái gì khi mà anh 70 mà. Tuần cung đầu tiên đã sóc đều như bắt chanh, nhưng mà chanh thì không có, nhưng mà 6A rồi. Ảo đi. Rất ảo. Rất nhỏ khi mà Huyền Thoại Mít của chúng ta lên 3 ván bình luận nhờ Nam thì đã thua 3 công tráng đi liền. Quá nhỏ. Chúng tôi xin thông báo là mời anh biết xuống ở tầng 1 để làm chim lợn cho sát thủ. Rừng rất đẹp. Tôi còn mẹ là bình luận đấy kìa. Được cái đây anh em bình luận như thế là má đấy. Một chồng nắm cao sáu, một chồng nắm em. Đừng có nghe lời nó. Anh ơi, sao sở trưởng mới nhỉ? Đúng luật, tôi bảo đúng luật. Bảo đúng luật đấy, cái kia đó. Đúng luật mà xúc. 6 phút, ơ giờ lại còn có kè nữa. Vâng, chúng ta chuyển sang kèo xe. Rất đáng tiếc là Lục Tiểu Nam bị bật 3-2 kèo AC, rất đáng tiếc. Vâng, kèo sang xem anh làm ăn thế nào. Vâng, trận này theo dõi màn hình của sát thủ. Sau 3 trận bật liên tiếp vừa rồi, sát thủ có lẽ đã lấy lại sự tự tin của mình. Vâng, lúc này Tham rất cân.
Vâng, nhân tiện đây là có cao thủ cung R nào có thể là làm mạng đánh với anh mid của chúng ta. Pro tầm cỡ khoảng Hoàng Mai Nhi hay Chuồn Chuồn là được rồi, chứ còn Pro hơn thì cũng hơi khó đỡ. Và số điện thoại của anh mid là 0927 079079. Vâng, số rất đẹp, 0927 079079. Vâng, tổng đài nghe rõ rồi. Mở câu một con voi rất là xa. Tuy nhiên thì 1.5 thì con voi dễ hơn nhiều. Như vậy là một voi đã về nhà chính rồi. Chuẩn bị đặt S đầu tiên. À, xem anh đặt ở đâu đây. Đấy rồi, có lẽ anh đặt S ăn cả gỗ cả vàng chăng? Tôi đùa vậy thôi. Anh vẫn đang tìm vị trí đẹp để đặt S đây rồi. À, hai voi này anh câu về không? Khá là xa. Nếu mà đồ ăn không được nhiều thì có vẻ là câu về thì hơn. À, có lẽ này sát thủ sẽ biểu diễn pha một tay câu hai voi lần thứ hai, chúng ta xem. Đây rồi, đã thấy một bãi hiêu nữa. À, không thấy cỏ vụ đâu. À, sát thủ có vẻ là rất thích đánh speed cao. Tuy nhiên thì xem thì truyền thống vẫn là 1.5. À, đây rồi, có câu hai voi hay không? À, như vậy là xịt một voi rồi. Rất tử tốn. Đây rồi, vâng, một voi nữa đã nằm xuống. Chuẩn bị câu con voi thứ ba. Vâng, đây rồi, quả vụ thấy rồi, như vậy đồ ăn đủ. Bây giờ là anh ép đời làm sao cho nó tốt là được à. Vâng, chuyển sang máy của Lục Tiểu Nam. Vâng, Lục Tiểu Nam cũng ba voi trở về nhà chính, y hệt là sát thủ. Còn chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Đây rồi. Lên ăn hiêu và đóng cái S thứ hai thôi. À, chỗ này ngay cái họ mà đặt S thì cực đẹp luôn. Đây rồi. S này ăn hiêu và ăn gỗ cực đẹp. Tiếp tục một con voi thứ tư. Như vậy là đồ ăn thừa thãi rồi. Kích thôi. Vâng, 7 phút 26 với 25 dần xem. Có lẽ trận này anh sẽ đánh công thức 25+1. À, con voi thứ ba đã ngoan, con voi thứ tư ngoan ngoãn nằm ở nhà chính rồi, chuẩn bị BS nữa. Đây rồi, rất đẹp. À, nhà của Lục Tiểu Nam trận này phải nói là khá là kín. À, quay trở lại màn hình của sát thủ, xem sát thủ công trước sướng mắt hơn. Đây rồi, sát thủ đập A rồi. BM. Vâng, trận này sát thủ ép rất sớm. Vâng, 92, 18, 24 dân xem. Kích rồi. Một trận đầu chín của sát thủ không biết là có uy hay không. Vâng, kích thật gỗ rồi. Phải nói là anh đánh trận này nhờ có 4 voi câu về và ép đời rất sớm. Nhà của sát thủ cánh bên này cũng rất là kín, nhưng cánh bên này thì hở. Không biết trận này Lục Tiểu Nam bao nhiêu kích đây. À, lúc này sát thủ lên đời sớm hơn một chút. Như vậy là Lục Tiểu Nam khoảng 950 kích, chậm khoảng 20 giây thôi.
À, đóng thêm hai cái ruộng nữa. Lúc này sát thủ chỉ có 2S. À, tiếp tục bé thứ hai. Lên xong rồi, xong hai rồi, chuẩn bị cái bánh xe. Ôi, bỏ nhà luôn. Ờ, bé thứ ba. Mặc dù lên đời rất là sớm nhưng mà lực không được khỏe cho lắm. Và nó là sát thủ ép đời rất là tốt. Từ đầu buổi tường thuật trực tiếp đến giờ, trận nào anh ép đời cũng rất sớm. Vâng, đã xong bánh xe rồi. Tự nhiên không có lực để sóc cung rồi. Tiếp tục cái ruộng nữa. À, chúng ta chuyển máy thôi. Như vậy trận này công thì cũng khó. Đấy rồi, Lưu Tuyển Nam chắc chắn 5BA. Vâng, anh xây ruộng rất là sát nhà chính. Đấy rồi, nhà sắp kín rồi. Trận này địa thế nhà Lục Tuyển Nam cực kỳ đẹp. À, như vậy là hướng xây A của Lục Tuyển Nam và sát thủ có vẻ như là chung ý tưởng. Wow, các chim lợn ở ngoài lúc này đã có vẻ là ngồi im chờ đợi. Như vậy đã phát hiện ra kẽ hở rồi. Một con cung giờ của sát thủ đã lọt vào. Đấy rồi. Lúc này Lục Tuyển Nam đang chọn cách đánh thủ trước sát thủ lên đời sớm hơn. À, anh tách cung giờ và bò nhà luôn. Gặp nhau rồi, điều giờ. À, thiệt hại một cung giờ rồi. Đấy rồi, lúc này Lục Tiềm Nam đang đông cung hơn. À, sát thủ thiệt hại một cung rồi, hai cung. Đây rồi, lại gặp cung của sát thủ. À, sát thủ lúc này yếu thế hơn rồi. Anh lên đời sớm hơn Lục Tiểu Nam một chút, nhưng mà lực thì không khỏe bằng. Lục Tiểu Nam đánh 25 dân và rất chắc bài. Vâng, phải nói là thao tác đánh xe nhìn rất là đủng đỉnh, không được nhanh như đánh gian đum. À, lúc này sát thủ đang công ở phía sau nhà Lục Tiểu Nam. À, như vậy là Lục Tiểu Nam đen BB rồi, để thú nha. Rồi, bắt quân của sát thủ. Đấy rồi, Lục Tuyển Nam thấy đứng đẹp hơn một chút. Rồi, hai bên điều giờ rất là kỹ càng. Có vẩy e hay không? Vâng, không kịp vẩy rồi. À, lúc này Lục Tiểu Nam lại bỏ nhà một lần nữa. Trận này Lục Tiểu Nam có lợi thế là nhà đẹp hơn, kín hơn. Đấy rồi, đã thấy BA của sát thủ rồi. Ốp thôi, ốp, ốp, ốp. À, sát thủ vẫn đang bóc máy rất kinh hồn. Tuy nhiên thì nhà Lục Tiểu Nam kín quá. Vẫn chưa vào được. Đấy rồi, có ốp hay không? Tuy nhiên cũng phải cẩn thận khoản thủ nhà. Đấy rồi, lúc này sát thủ đã có 4 BA rồi, để nature. Rất đông cung đấu nhau. Lục Tiểu Nam thấy đứng đẹp hơn. Tuy nhiên sát thủ đang 3 kích vây ở 3 hướng, mỗi kích khoảng 2-3 con. Đây rồi, Lục Tiểu Nam đang áp đảo. Số lượng cung đông hơn hẳn. Sát thủ đã đập BA thứ 5. Tuy nhiên thì cung anh ra không được đều rồi. Lục Tuyển Nam đang chiếm lợi thế hoàn toàn. Trận này nhà cực đẹp. Vâng, đã có là BA thứ 6 rồi.
Vâng, loại ốp A. Vâng, liệu trận này sát thủ có bật lại giống như trận sang pan hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, trận này dùng niềm tin và hy vọng bật lại tốt. Rất lười đóng ruộng. Lúc này Lục Thủ Nam chú trọng ép đều quân. Em đóng rất là ít ruộng. À, một kích cung giờ đi chăn dân của Lục Thủ Nam khá là đùng đỉnh. Bây giờ Lục Thủ Nam cứ bo thêm vài lớp e nữa là sát thủ rất khó vào. Cực kỳ kín. Lúc này Lục Thủ Nam đã 7 cộng 2 rồi. Không biết là sát thủ có nâng tầm xa chưa, nhưng mà chắc là cũng nâng rồi. Đã thấy nhà chính của sát thủ. Chúng ta xem màn hình của sát thủ xem thế nào. Đấy rồi, tham anh là 52-72, đập thêm BA mới. Chạy loang quang khắp nơi rồi. Chúng ta có thể thấy là chiến thuật của sát thủ là ép đời cực sớm và ốp A. Tuy nhiên thì nếu như ốp A không thành công thì anh lại gặp rất nhiều khó khăn. Thói quen của anh là ăn hoang và ốp A ngay từ đầu. Nhưng mà nếu mà đối phương chắc bài thì rất khó khăn cho anh, bởi vì anh tận dụng cái khả năng thao tác nhanh và tốc độ của mình để ốp chết đối thủ ngay từ đầu. Lúc này sát thủ đã bị đè tham khá mạnh rồi. Chết. Đập khá nhiều BN. Với trận đấu như này thì Lục Thủ Nam chỉ cần chắc nhà và bật 4 thế là xong. Lúc này Lục Thủ Nam cung nó đông hơn hẳn rồi. Sát thủ an hoàng khắp nơi. Hôm nay là một ngày không được đẹp trời cho lắm với sát thủ. Bài của anh mặc dù là kích đời rất sớm nhưng mà không được đẹp, như lực không khỏe cho lắm. Tham lúc này đã tăng lên 67/84 rồi. Vâng, đánh xe mà cứ đều đều 25 phút một tham 100 là được rồi. Để xem Lục Thủ Nam tham được 100 chưa. Vâng, tham 122 rồi. Cũng phải nói Lục Thủ Nam ép quân rất đều. Một kích cung R của Lục Thủ Nam đang bị bắt ở nhà của sát thủ. Có chạy thoát hay không? Ôi, quay lại mà bật thôi. Lúc này đã có quân ở phía sau ốp lại. Vâng, rất hay. Lúc này Lục Thủ Nam đã đào vàng rồi. Chắc khoảng 10 phút nữa là anh bật 4. Ôi, ở nhà đắp thêm nhiều ruộng. Đã 7A rồi. Bị mất một toán giờ rất là phí. Lúc này tốt nhất là Lục Thủ Nam chỉ đem một kích cung giờ đi chăn dân và giữ nhà cho đẹp thôi. Phát triển tay to bật 4. Lục Thủ Nam vẫn đang để nature. Đây thế rồi, bắt bãi quả ăn hoang của sát thủ. Vâng, để enemy. Trận này sát thủ rất khó khăn khi mà anh đã buộc phải chuyển sang ăn hoang, sóc R. Tình hình thì khó mà đỡ lại rồi. Lục Thủ Nam lực cực khỏe. Anh đã vẽ tầng E thứ 5 rồi. Không thể nào mà lọt vào nhà được. Chỗ này Lục Thủ Nam vừa bị bắt một kích cung nữa. Thôi khỏi điều R luôn. Lục Thủ Nam rất đông cung, không cần điều R. Chấp hết. Rất ngạc nhiên là Lục Thủ Nam chưa lên đầu máu. Lúc này mới là 70 máu thôi. Rất khó hiểu cho Lục Thủ Nam.
Vàng anh 1.000 anh không lên đầu máu à, chắc anh đánh mải đánh quên rồi. Tuy nhiên thì lực anh rất khỏe, không cần điều quân, đánh với sát thủ lúc này không cần điều quân luôn. Rồi đập BK rồi. Trận này sát thủ không có cửa. Vâng, có lẽ bây giờ là tuyển cao thủ ngoài Hà Nội đánh giao lưu với đánh giao hữu với Lục Tiểu Nam cho vui. Sát thủ trận này lại nằm rồi. Anh đóng 10 cái A rồi. À, lúc này xe nó lên được đầu máu. Rất là chậm trễ. Chuẩn bị kích 4. Kích 4 vẽ ra vài con đạp đôi làm cảnh là thắng. À, kích 4 rồi. Vâng, thám đẻ rúi rụi rồi. Không có cửa bật. Rất khó cho sát thủ. Rồi xong xong, như vậy là xong rồi. Vâng, có lẽ là phút 40 Lục Tiểu Nam sẽ gần 200 quân. Không biết là em có sóc thêm vài tên nữa không? Như vậy là em để dành thực để sóc hot rồi. Rồi, vậy sát thủ đã quyết. Chưa kịp lên 4. Đéo thế này. Vâng, trở lại trận đấu thứ hai. Trận này liệu sát thủ sẽ đánh như nào đây? Với lối đánh của sát thủ thì nhà giàu là một thì anh mới đánh được hợp ý được. Nếu nhà mà nghiệt thì hơi bị khó đánh theo cách đánh của anh. À, bãi quả đầu khá là xấu. Hy vọng trận này bài sát thủ sẽ khá là đẹp để anh có thể đánh được cái lối đánh công hiến của anh. Anh rất thích úp A. À, hai voi đâu, hiêu đầu, quả phụ đâu, chưa thấy. À, đánh bài vở cứ thế này thì hơi bị buồn. Vâng, có thể các bạn xem shop nếu như cảm giác sát thủ gà có thể là gà kèo để thi đấu. Vâng, rất đơn giản, 100k 1C đánh vui vẻ. Đấy rồi, bãi cầu phụ đây rồi. Đây, hàng về một voi. Khá là xa,
xa nhưng vẫn phải câu về thôi. Đây rồi, cắm giò. Phải nói là thác thủ sát thủ thao tác khá là nhanh. Sát thủ mà đánh gian đu 2.0 thao tác vẫn rất là chuẩn. À, chuẩn bị cho thiết kế bé đầu tiên rồi ở phút thứ gần phút thứ tư. Rất sớm. Rồi, con voi nằm đẹp rồi. Ở bé đầu tiên. Nhốt dân. À, nhốt được 3 dân rồi. Phải cần thêm một bãi hiệu 7 nữa thì mới đủ. Đây rồi, hàng về. Như vậy là đủ rồi. Như... Vâng, đây, hàng về. Rất tốt. Vâng, được voi mà được cả hai bà trưng. Không, nhưng đây không có hai bà trưng, đây chỉ có hai voi thôi. Quyết định anh mới quả phụ trước. Đặt BS ăn voi. Chuẩn bài. À, đây rồi, lại hàng về nữa. Vâng, trận này tao hồ mà đánh nhá, chiến tướng à. Chiến tới trận này có khi cũng nằm. À, rất nguy hiểm. Không sao, không sao. Rồi, chết rồi. Không hề vớ vẩn. Lúc này giá thủ đã giảm trên dân rồi. Đây rồi, ra mới cởi phụ. Trận này lực của sát thủ cực khỏe. Anh ăn hoang thoải mái. Ờ, rất nguy hiểm. Không sao. Như vậy anh vẫn quyết định đập E nữa. Có lẽ đánh nhiều dần rồi. Vâng, kích đời chưa? Chưa kích. Vâng, vậy trận này quyết định đánh 26 dân rồi. À, sát thủ đánh trận này có lẽ là chọn kiểu đánh chắc bài. Rồi. Rất nhiều lực ăn hoang. Không thấy anh dâng dân nhỉ. Trận này có lẽ là anh sẽ đánh chắc bài thôi. À, sau trận thua vừa rồi, sát thủ đã không dám mạo hiểm dâng A nữa. À, bây giờ đập BB rồi. Trận này anh bo một khu vực khá là rộng. Rồi, lên song 2, để một dân. BM. BA đâu? Chưa. Đây rồi, BA đây. Vâng, lại thấy thêm một bầy hiêu nữa. Chuyện này có lẽ khỏi đóng ruộng. 27 dân rồi. Vâng, 28 dân, 10 gần 128. Như vậy là chỉ chậm vài giây so với máy thôi. Vâng, nâng chân gỗ. Rất sớm. Trận này có lẽ lên 3 là cũng phải đóng được khoảng 10 cái ruộng là ít. Nếu như mà không ăn hoang nữa. Vâng, anh đang cắt dần dần. Vâng, như vậy là đóng ruộng. Trận này lực khá là khỏe. Vâng, kích đời gần như ngang nhau, 28 dân.
Tiếp tục bè thứ ba. Vâng, anh chuẩn bị sẵn sàng kích bánh xe. Vâng, lên xong kích bánh xe. Lúc này là dư 500 thực. Sóc dân nhiệt tình. Tiếp tục bè thứ tư. Chưa đủ gỗ. Rồi, đủ rồi. Vâng, hai bên lên đời cũng không chơi nhau là mấy. Bè thứ 5 được đập. Vâng, có lẽ là bè thứ 6. Rất hổ báo quá trồn. Vâng, sóc 4 bè trước. À, lúc này sát thủ đã có 3 bè ăn gỗ rất là đẹp rồi. Bò rất rộng. À, tuần thứ hai sóc đều. 4 cung giờ anh cho đi dò nhà ngay. Rồi, đã nâng trận gỗ 2 luôn. Cực khỏe. Vâng, đắp ruộng bò nhà. Đây rồi, đã thấy nhà của Lục Tiểu Nam. Lục Tiểu Nam xây BA trên dốc. À, Lục Tiểu Nam đang bao bế nhà cửa rồi. Đã viện ra dân ăn gỗ. Cung rờ của sát thủ chảy khá là đều. À, lúc này Lục Tiểu Nam chết khoảng 5 dân rồi. Rất lãng phí. Vâng, hai bên đấu quân. Địa thế của Lục Tiểu Nam đẹp hơn. Sát thủ đã phải rút lui rồi. Vâng, trận đấu này sát thủ đánh rất là thận trọng. Không còn ham công như là trận trước nữa. Đã 6 BA rồi. Vâng, BA thứ 7. Vâng, anh đóng rất nhiều A. Lọt vào ruộng của nhà Lục Tiểu Nam rồi. Lúc này sát thủ đang quanh quần A của nhà của Lục Tiểu Nam. Tuy nhiên một cái cung rất lớn của Lục Tiểu Nam đã vào trong nhà rồi. Ốp A thôi, đang ốp thì ốp cho chót. Đúng rồi, để nê chờ rồi. Lúc này một cái cung giờ đang đem về giữ nhà. Lục Tiểu Nam chăn được khá nhiều dân rồi. Oh, như vậy là ốp ba không thành công. Lục Tiểu Nam chỗ này cực khỏe. Có cảm giác như Lục Tiểu Nam trận này đứng quân rất tốt. Sát thủ đem dân. Vâng, có đập dân không? Không, như vậy cho dân chặt gỗ rồi. Anh đã có, vâng, 7 BA. Rất nhiều A. Nếu như không kịp thời quấy vào nhà của sát thủ thì anh sẽ rất là châu bò. Rất may là Lục Tiểu Nam đã đột kích hợp lý. Ờ, đi lỗi rồi, lỗi đơn quân này rồi, bị bắt rồi. Rất đáng tiếc. Vâng, chạy thoát được. Chạy thoát được 4 cung rồi.
Như vậy là chết khoảng 7 cung. Thang của sát thủ lúc này là 70/80. Vâng, thang của Lục Tuyển Nam chỉ còn 44 thôi. Rất ngạc nhiên. Cứ tưởng Lục Tuyển Nam khá là đông quân nhưng không ngờ thang chỉ còn 45. Cái này sát thủ đang chiếm lợi thế. Sát thủ thang đã gần 80 rồi. Anh sốc 7 BA so với 4 BA của Lục Tuyển Nam. Vâng, Lục Tuyển Nam đã quyết rồi. Tỷ số là 1-1. Một trận đấu rất chắc chắn của sát thủ. 28 dân, 10-28 kích 3. Tại sao không xem được? Vâng, trận này chúng ta tiếp tục theo dõi máy của sát thủ xem anh đánh thế nào. Rồi, trận này nhà sát thủ. Vâng, như vậy là sao đây? Anh đặt S trước rồi. Lúc này là có hai bãi quả, chỉ cần thêm hai voi nữa là chuẩn bài. Lùa hiêu rất là khéo. À, đúng là thao tác tốc độ 1.5 rất có lợi. Hiêu về sát nhà chính, đơn giản. À, sau trận đấu này có cao thủ nào có nhà hứng giao lưu với sát thủ, xin vui lòng PM Yahoo của tôi. Rồi, anh quyết định ăn bãi quả xa. Vẫn chưa thấy thêm đồ ăn gì. Đồ ăn như thế này thì nếu mà đánh ít dân thì vẫn đủ đồ. Như vậy là anh không cắt dân đi dò nữa. Có lẽ là chuyện này anh quyết định đánh ít dân. À, đã thấy một voi đây rồi, xong cũng câu về. Voi khá là xa. À, chuẩn bị bé thứ hai. Dạ, đủ đi cả. Đủ cho nó phá, đủ cho nó tập phá mới.
À, lúc nãy thì sát thủ có gọi điện cho G-Man nhưng mà hình như là G-Man đang ngủ thì phải. À đủ gỗ đóng S rồi. À, lúc này sát thủ đã câu voi về. Sát thủ vừa tăng speed. À, tại sao anh không câu voi xong hãy tăng speed nhỉ? Cho nó dễ. À, như vậy là dẫn về váy gỗ. Rất dị. À, trận này sát thủ chỉ đánh 22 dân thôi. Không biết là bao nhiêu kích đây. Sát thủ ép đời cực kỳ chuẩn. Mà nói thế. À, bé thứ ba rồi. Vâng, chuẩn bị sóc dân đạt nhà điều kiện. Đấy rồi, BA, BM. Vâng, một trận đầu chớm chớm chín của sát thủ. Chín bao nhiêu đây? Vâng, lại một trận 9-15. Vâng, một trận 9-15, 23 dân. Công thức 22 cộng 1. À, sát thủ phải nói là ép đời rất là chuẩn. Không hề đơn giản. Lúc nãy chúng ta có thể xem một trận sang đánh 2.0 của sát thủ vẫn ép được 9-13. Vâng, như vậy là đóng ruộng chứ không phải là CA. À, ruộng thứ hai. Tiếp tục cái ruộng nữa. Vẫn chưa đóng thêm BA. À, tốt nhất là nên đóng A trước để căn gỗ cho nó chuẩn. Thế rồi, một dân chơi. Vâng. Rồi, anh đã đập A thứ hai rồi. À, sắp lên xong 3. Lên bánh xe. Vâng, rất nhanh. BA thứ ba. Vâng, lên rất sớm. Tiếp tục BA thứ tư. Ruộng nữa. À, được khoảng 5 cái ruộng rồi. À, 5 cái ruộng rồi. 4A liệu có sóc đều hay không? Còn xem căn thử gỗ thế nào. Như vậy là giỏi để bo nhà thôi. Liệu nó có dâng thêm 2 dân lên nhà đối phương hay không? Tân đầu tiên đã sóc đều rồi. Chuẩn bị ra lò. Ba bé ăn gỗ rất đẹp. Rồi màn này công ngay. Đẩy ngay trong 6 giờ. À, như vậy là 8 cái ruộng rồi. Đã thấy nhà Lục Tiểu Nam đã có cung rồi. Như vậy là Lục Tiểu Nam cũng không hề lên đời muộn. Bây giờ là phải ép cực đều cung thì mới đẩy được. Phải đánh ít dân mà không công chết đối phương sớm thì rất khó khăn về sau. Lúc này sát thủ đang cho đi vòng ở đằng sau. Đấy rồi, gặp rồi, bắn. Chưa bên nào thiệt hại. Lục Tiểu Nam đang đông cung. Sát thủ giữ quân rất tốt.
Vâng, khoảng 15 cái ruộng rồi. Anh đóng ruộng cũng khá là đều. Lúc này Lục Tuyển Nam đang tụ khá là đông cung rồi. Công vào cũng hơi khó. Vâng, nâng chặt gỗ 2 rất sớm. Ôi, đã móc được sau. Lọt rồi, lọt rồi. Lục Tuyển Nam về E. Không kịp về E, tuy nhiên lại có cung đỡ. Rất khó chịu. Phải nói là trận này sát thủ đánh rất khó chịu. Rồi, đã lọt trong nhà 4 con R rồi. Lục Tuyển Nam lúc này, Lục Tuyển Nam tấn công vào nhà A của sát thủ. Sát thủ rất bình tĩnh điều quân. Sát thủ trận này đánh rất bình tĩnh. Lúc này lại mid E rồi. Lúc này sát thủ đã đập BA thứ 5 rồi. Mặc dù đánh ít dân nhưng mà lúc này sát thủ lực cũng khá là khỏe, không phải yếu. Cũng chăn được vài dân của Lục Tiểu Nam rồi. Sát thủ đã chuyển từ việc tấn công vũ bão chuyển sang đánh chắc bài. Có vẻ như cách đánh này anh vẫn chưa quen cho lắm nhưng mà anh móc máy khá là tốt. Vâng, Lục Tuyển Nam đang bị bắt quân. Nhưng mà Lục Tuyển Nam đã chọn thế đứng tốt hơn rồi. Đấy rồi, hai bên đang đấu cung. Vâng, sát thủ tách ba con rồi để đảo. Đảo như răng lạc. Sát thủ đông cung hơn hẳn. Không, như vậy Lục Tuyển Nam đã có kích cung thứ hai rồi. Vâng, Lục Tuyển Nam đứng quân rất đẹp. Như một cánh cung. Sát thủ đập thêm BA thứ 6. Tí nước ăn mì không? Trở lại trận đấu, lúc này tham của sát thủ đứng là 62/76. Vẫn đang rất chắc chắn. Tuy nhiên không tách R đi móc nhà nữa. Hình như anh vừa đập BC thì phải. Vâng, đúng rồi, đập BC. Lúc này phút thứ 22 đập BC là hợp lý rồi. Chặt gỗ anh nâng từ rất sớm. Đấy rồi, BN. Vâng, 7E dò quân, không thấy quân đâu. Lúc này có lẽ là sát thủ đã quen tay rồi, người anh đánh nuột nà hơn trước nhiều. Vâng, chết một dân đổi lấy một cung. Lục Tuyển Nam đang tấn công về phía sau. Vâng, cũng ăn được vài dân. Chạy thôi, ăn xong én luôn. Lúc này sát thủ đang từ từ đẩy quân. Đây rồi, gặp nhau rồi. Phải nói là Lục Tiểu Nam dàn quân rất nhanh. Vâng, tuy nhiên cảm giác không ăn được, anh đã phải bỏ chạy. Đây rồi, mèo nào sẽ thắng mưu nào đây. Có vẻ hai bên sẽ chết chung. Vâng, một kích cung giờ của sát thủ đang chăn dân của Lục Tiểu Nam ở nhà. Vâng, dân máy gỗ chết sạch.
Chạy rồi, chạy rồi. Lục Tuấn An tấn công tiếp tục ở cánh cũ. Sát thủ đang có khoảng vài con cung thủ nhà. Đáp dụng kinh hoàng. Trận này sát thủ căn thực gỗ phải nói là rất rất tốt. Lúc nào chúng ta thấy là thực gỗ tranh nhau không nhiều. Vâng, hình như là vừa cháy ba cái ruộng. Lúc này tham nó tăng nhanh lên 80-96 rồi. Vâng, Lục Tuấn Nam bị bắt một kích cung rồi. Lúc này điểm sát thủ đang cao hơn. Lại tiếp tục bắt kích cung này, vẩy e. Vẩy trượt rồi. Vâng, ăn hoàng mấy quả. Phải nói là thực gỗ của sát thủ lúc nào cũng gần cân bằng nhau. Anh sóc quân rất đều. Vâng, không để ý bị chăn mất vài con dân. Vừa nghe tiếng cháy ruộng không biết bên nào cháy. Hai bên quản nhà nhau khá là tốt.